Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn sử dụng cái Word 2016 nhé, dành cho các bạn mới sử dụng nhé. Ở đây mình đang sử dụng cái Windows 10 các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ mở cái Word 2016 lên nhé. Đây, mình vào tìm kiếm và mình mở cái Word 2016 lên này. Đây, chúng ta sẽ đánh vào cái mục này, chữ cái kép thôi. Rồi, thì sau khi các bạn khởi động cái Word 2016 lên thì nó sẽ có cái giao diện như thế này, giao diện bên trái này và cái giao diện ở bên phải. Thì chủ yếu là khi mà các bạn sử dụng cái Word 2016 thì chúng ta chủ yếu là gõ và soạn thảo văn bản thôi, đúng không? Làm cái công việc văn phòng thôi. Thì cũng giống như các cái video trước, thì video này mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn mới sử dụng cái Word này lần đầu. Đấy, cho nên là mình sẽ đi chậm và chi tiết để các bạn dễ theo dõi nhé. Thì sau khi các bạn mở lên thì các bạn sẽ kích vào cái ô đầu tiên này này. Đấy, các bạn kích chuột trái vào đây một lần nhé. Đấy, để chúng ta mở lên cái giao diện của Word 2016. Đây là cái Word 2016 các bạn này. Đấy, cái giao diện rất là đẹp nhé. Đấy, phía trên thì nó có cái màu xanh xanh đậm một chút. Đấy, phía dưới thì nó có cái màu màu trắng mà hơi ám vàng. Hơi ám vàng, nói chung là cái màu hơi 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 nóng một chút. À, nhưng mình thấy là nó cũng về cơ bản là cái giao diện nó giống như Word 2010 các bạn ạ. Word 2010. Đấy, thì nếu như mà các bạn đã sử dụng lâu năm thì các bạn thấy rằng là cái Word 2003 là nó sẽ khác Word 2007. Còn cái Word 2007 và Word 2010 là tương đối giống nhau. Đó, Word 2013 và Word 2016 thì cũng tương đối giống nhau. Đấy, về cơ bản là từ cái Word 2010 trở lên là tương đối giống nhau hết các bạn nhé. 2010, 2013, 2016. Đó. Rồi, thì khi mà các bạn gõ văn bản thì chúng ta chú ý là chúng ta sẽ mở cái UNIKey lên nhé. Đó, về cái vấn đề mà chia sẻ về cái cách sử dụng UNIKey cũng như là cách tải và cài đặt thì mình đã chia sẻ rất là chi tiết trên kênh của mình nhé. Để các bạn quan tâm về cái vấn đề là tải, cài đặt và sử dụng cái UNIKey để dùng để gõ tiếng Việt trên máy tính thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình nhé để các bạn tham khảo thêm. Đây, mình khởi động UNIKey lên. Ở đây mình sẽ kích đục chuột trái hai lần các bạn nhé để mình mở lên. Ở đây UNIKey nó thông báo là cái phần mềm nó đang chạy và bạn có muốn mở lên hay không. À, muốn mở lên không thì mình sẽ kích vào đây là OK này. À, rồi. Thì sau khi vào đây thì thường thường là chúng ta sẽ chọn bảng mã là Unicode này, đó, chọn cái dòng đầu tiên luôn và chọn cái dòng kiểu gõ cũng chọn dòng đầu tiên luôn. Các bạn sẽ chọn là Telex nhé. Đó. Thì chủ yếu là chúng ta sẽ chọn bảng mã là Unicode này, đấy, kiểu gõ là Telex thôi. Sau đây chúng ta chọn vào đóng này, đó, và các bạn kích chuột vào cái mũi tên ở góc dưới cùng bên phải đây này, thì chúng ta sẽ có biểu tượng chữ V đây. Thì khi mà các bạn gõ chữ V ấy, thì chúng ta sẽ gõ tiếng Việt nhé. Còn nếu mà ở đây có chữ E này, các bạn bấm chuột trái vào đây một lần thì nó chữ E ấy, thì chúng ta sẽ gõ bằng tiếng Anh. Còn nếu mà các bạn kích chuột trái lần nữa thì nó lại chuyển sang chữ V. Đó. Thì các bạn chú ý là khi nào mà chuyển sang chữ V thì chúng ta mới gõ tiếng Việt được nhé. Cho nên là nếu như khi mà các bạn mở cái Word lên mà các bạn thấy gõ tiếng Việt không được thì các bạn phải kiểm tra lại cái chữ V hoặc là chữ E dưới này này. Đấy, để chúng ta gõ tiếng Việt. Và sau khi có cái này thì ở đây chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ vào cái mục Home này. Đấy, thì đó, thì giao diện này mình thấy nó cũng giống Word 2010 vậy thôi. Đó, Home, vào Home thì các bạn sẽ chọn phông chữ ở đây. Đó, ví dụ như phông chữ Times New Roman này. Đó, chúng ta hay chọn quy định của Việt Nam mình là chọn phông chữ Times New Roman. Đấy. Cờ chữ thì 13 hoặc là 14, ở đây mình sẽ chọn là cờ chữ 14 nhé. Các bạn kích vào dấu tròn này. Đó. Rồi sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ gõ, đúng không? Thì ở đây mình sẽ gõ trên máy tính các bạn nhé. Mình sẽ gõ trên bàn phím thật luôn nhé. Mình gõ ví dụ như là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này. Đó. Chủ nghĩa Việt Nam nhé. Đấy, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và cái này thì mình tiếp tục vào lại Home. Và ở đây mình sẽ bôi đầm lên nhé. Bôi đầm lên thì chúng ta cũng để con trỏ chuột ra trước và chúng ta nhấn và kéo rê chuột trái để chúng ta bôi đen. Đấy, rồi chúng ta bấm vào chữ B này để chúng ta bôi đầm lên. Đó, thì cái vấn đề các bạn thao tác ở trên Word 2016 thì nó cũng giống như cả cái Word trước 2007 hay là Word 2010 đấy. Rồi có thể là cho lớn lên một chút nữa. Mình cho lên khoảng tầm 20 đi để cho các bạn dễ thấy nhé. Đó, hoặc là 16, 18. Đấy. Rồi. Ở đây mình sẽ cho nó giản hiển thị cái này ra.
Đây, mình sẽ cho cái thanh nó hiện ra các bạn này. Đó. Rồi cho ra rửa nhá. Đấy, thì bây giờ canh lề, sau khi có cái này các bạn có thể canh lề, thì các bạn sẽ kích đúc chuột trái vào cái thanh thước đứng ở bên phải bên trái này này. Kích đúc chuột trái có nghĩa là các bạn kích chuột trái hai lần liên tiếp đấy. Các bạn kích vào đây. Đó thì chúng ta cũng canh lề. Ví dụ như là lề trên là hai này. Đấy. Lề top là lề trên này, bottom là lề lề trái này, lề bên phải nhé, lề dưới các bạn nhé. Đó, top là lề trên 2 này, 2 cm nhé. Bottom là lề dưới cũng 2 cm này. Rồi, led là lề bên trái này. Lề bên trái thì theo quy định hiện nay là 3 hoặc là 3.5 các bạn nhé. Theo quy định mới nhất của Việt Nam mình là 3 hoặc là 3.5 cm, thì ở đây mình chọn 3 này. Đấy. Còn right là lề lề bên phải. Lề bên phải thì chúng ta chọn 2. Đấy, 2 thường thường là chúng ta chọn 2. Rồi sau đấy các bạn bấm vào OK và để chúng ta áp dụng nhé. Đó, như vậy là mình canh lề xong. Thì sau khi canh lề thì chúng ta sẽ tiếp tục gõ văn bản đúng không? Ví dụ như gõ dưới này là độc lập tự do hạnh phúc. Thì khi các bạn khởi động UDK lên thì các bạn mới gõ tiếng Việt như thế này được nhé. Độc lập tự do hạnh phúc. Dấu gạch này mình ngắn lại các bạn này. Đấy, mình gõ cho nó ngắn lại này. Rồi. Đó thì về cơ bản là mình làm tạm thời như vậy. Rồi sang bên này, ví dụ cái mục insert các bạn này, đó. Các bạn kích vào cái mục insert thì nó cũng có các cái biểu tượng như vậy để chúng ta ví dụ như header này. Đó, header là để chúng ta làm các cái đường viền phía phía trên đầu văn bản. Đó, hoặc là footer. Đó, footer thì chúng ta sẽ làm cái đường viền ở phía dưới văn bản, đó, phía dưới văn bản, ở phía dưới. Đó, cũng đơn giản như vậy. Hoặc là ở đây equation là công thức toán học này, bi này. Đó, các bạn kích vào đây thì chúng ta sẽ có cái công thức toán học để chúng ta gõ toán học ở trên Word ở đây. Đó, hoặc là symbol. Đó, cái mục symbol này thì chúng ta sẽ kích vào đây để chúng ta chọn các cái biểu tượng để chúng ta chèn vào Word. Đó, rất là nhiều các bạn nhé. Thì khi mà các bạn muốn chèn các cái biểu tượng vào Word, ví dụ như các cái dấu mũi tên này chẳng hạn này, đó, hoặc là chữ ôm, chữ delta này, đấy, và một số cái biểu tượng khác nữa, thì các bạn vào cái mục symbol này nhá, symbol này, đấy, để chúng ta chèn các cái biểu tượng vào. Đó, sang cái mục design như thế nào, đó, cái mục này layout này các bạn này, đó, layout thì ở trong này chúng ta sẽ có những cái mục ví dụ như là canh lề văn bản ở đây các bạn này, có sẵn ở đây luôn này, đấy. Các bạn canh lề văn bản thì các bạn có thể vào trực tiếp ở đây, nhưng mà những cái mẫu ở đây thì hầu như là chúng ta không dùng. Và theo quy định của Việt Nam mình thì chúng ta phải kích vào cái mục Custom Margin các bạn này, Custom Margin ở dưới này để chúng ta canh lề giống như lúc này mình chia sẻ các bạn đó. Thì các bạn kích đúc chuột trái vào cái thanh thước đứng bên trái này, kích chuột trái hai lần liên tiếp thì các bạn sẽ làm nhanh hơn. Đấy, nó sẽ ra cái ô canh lề ở đây cho mình luôn. Đó. Rồi mục Reference này. Đấy. My Link này. Review này. Đó, hoặc là ở đây có cái mục view các bạn này, mục view này thì các bạn hay dùng này. Mục view thì chủ yếu là khi vào đây thì các bạn sẽ lấy cái thanh ruler này ra này, cái thanh thước này ra. Đó, ở trên Word 2016 nhé, thì các bạn kích vào đây này. Đó, thì nó mất cái thanh thước này đi. Đó, và mình thấy là cái này cũng hơi phiền phức. Vừa rồi là có một số bạn có chia sẻ trên kênh của mình là tự dưng là trên Word của mình mất cái thanh thước đi. Đấy, và không biết lấy lại như thế nào. Thì trên cuộc 2016 thì các bạn cứ vào cái mục view này nhé, và các bạn nhìn vào cái mục ruler ở đây, các bạn tích chuột vào đây, tích chuột trái vào đây thôi. Đó thì nó sẽ ra cái thanh thước này để các bạn dễ dùng hơn. Và cái mục thứ hai các bạn cũng hay dùng đó là cái mục zoom này này. Mục zoom này là dùng để các bạn tăng và giảm kích thước của trang Word nhé. Các bạn tích chuột trái vào cái mục zoom này. Đó. Thì ví dụ như ở đây mình đang chọn hiển thị là 100%. Tức là kích thước chuẩn của cái trang Word này. Còn nếu mà các bạn kích lên 200% thì trang Word của chúng ta nó sẽ lớn hơn. Đấy, ví dụ các bạn tích vào đây. Tích vào 200%, sau đấy các bạn kích vào cái nút OK. Đó. Thì cái trang Word này nó sẽ lớn hơn và chữ nó sẽ lớn hơn. Thì trong trường hợp này thì các bạn có thể thực hiện trong trường hợp các bạn cần chữ đánh chữ lớn ấy, để đỡ mỏi mắt ấy, đỡ mỏi mắt hơn thì các bạn nên cho cái cửa sổ này lớn hơn. Đấy. Hoặc là mình xuống 75% thì nó lại nhỏ hơn. Đấy, mình kích vào 75% này và bấm vào OK này. Đó, thì cái trang này nó nhỏ hơn. Thì khi nhỏ hơn như thế này thì các bạn quan sát cái trang Word nó sẽ dễ hơn, nhưng mà chữ nó nhỏ hơn cho nên là chúng ta dùng lâu là chúng ta sẽ bị mỏi mắt các bạn nhé. Cho nên là thông thường chúng ta hay dùng 100%.
Đó, thì ngoài ra các bạn có thể đánh số phần trăm vào đây cũng được này. Ví dụ như 100 thì các bạn đánh vào là 120%, thì các bạn xóa cái này đi, các bạn đánh vào 120. Đó, thì các bạn bấm vào OK thì trang cuộn nó cũng lớn lên. Đó, cách làm thì cũng đơn giản như vậy thôi, đó, không có gì khó các bạn nhé. Rồi, thì trong clip này thì mình không chia sẻ các bạn về cái cách gõ tiếng Việt nữa, vì có thể là các bạn đã biết rồi. Còn những cái clip mà chia sẻ các bạn về cách gõ tiếng Việt ở trên máy tính đó, gõ từng từng chữ này, từng số này, từng ký dấu, từng ký dấu tiếng Việt giống như các bạn viết trên giấy đó, và dành cho các bạn mới sử dụng máy tính hoặc là những người lớn tuổi với người già, thì mình đã có chia sẻ một số video rất là chi tiết về cách mà gõ tiếng Việt ở trên máy tính. Thì các bạn quan tâm thì các bạn thể truy cập vào cái kênh của mình để các bạn tham khảo thêm nhé. Và lát nữa thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cách mà các bạn truy cập vào cái kênh của mình. Rồi, cái vấn đề cuối cùng ở trong video này thì chia sẻ các bạn về cái cách lưu cái tên Word 2016, và nó cũng giống như tên Word 2013, 2010. Thì các bạn vào cái mục file này, đấy. Thì sau khi các bạn vào cái mục file này thì nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ hoàn toàn khác so với Word 2007 và Word 2003. Thì các bạn muốn lưu thì các bạn kéo chuột xuống và các bạn kích vào cái mục Saver nhé. Đó. Sau khi mục Saver có nghĩa là chúng ta lưu ở cái chế độ có thể là thay đổi được. Đấy. Tức là sau khi các bạn vào, các bạn lưu xong rồi thì các bạn mở ra, các bạn có thể chỉnh sửa văn bản được. Thì chúng ta sẽ lưu vào cái mục Saver. Các bạn tích vào đây. Thì lúc này các bạn kéo chuột xuống và các bạn chọn vào cái mục Browse ở dưới này này. Đó. Browse ở dưới này nhé. Các bạn tích chuột trả vào đây. Rồi thì các cái thao tác ở trên Word thì các bạn chủ yếu là sử dụng chuột trả thôi các bạn nhé. Sử dụng chuột trả là chính thôi. Thì sau khi vào đây thì các bạn sẽ kéo cái thanh thước này lên xuống này. Đó, để các bạn chọn ổ địa. Thì ví dụ như ở đây mình sẽ lưu vào ổ địa D, ổ địa E chẳng hạn. Còn các bạn chú ý là không nên lưu vào ổ địa C nhé. Bởi vì ổ địa C là cái nơi lưu hệ điều hành. Các bạn là không nên lưu vào ổ địa C. Vì khi mà lưu vào ổ địa C thì có thể làm lỗi máy tính các bạn nhé. Lỗi win và chúng ta sẽ mất thời gian đi cài lại hoặc là sửa máy. Đấy, vừa tốn tiền. Rồi ở đây mình sẽ lưu vào ổ địa E hoặc là ổ địa D. Thì trên máy của mình lưu vào ổ địa E các bạn. Rồi, sau khi lưu vào đây thì mình sẽ ghi ví dụ như là văn bản chẳng hạn. Đó, văn bản. Đó. Word chẳng hạn các bạn nhé, mình lấy ví dụ vậy thôi, hoặc là văn bản mới chẳng hạn. Đó. Thì những cái mà cái file lưu này thì các bạn chú ý là các bạn nên nên gõ, có thể là có dấu hay không dấu cũng được, nhưng mà theo mình là các bạn nên gõ không dấu. Đấy. Và thứ hai là giữa hai cái chữ này các bạn phải có cái dấu gạch ngang này, dấu gạch ngang liền hai chữ để sau này cái file nó đỡ bị lỗi các bạn nhé. Còn mình thấy là hiện nay thì có một số bạn là lưu văn bản là các bạn lưu đánh chữ thông thường. Đấy, và giữa hai chữ này các bạn không để một cái dấu cạnh gạch ngang như vậy là sau này cái file nó hay bị lỗi. Đấy, mà bị lỗi là các bạn mở không được, thì lúc đấy các bạn phải đi đánh lại làm lại. Đấy, mất thời gian. Đấy, giống như mình ở đây lưu văn bản mới là có cái dấu gạch ngang ở giữa các bạn nhé. Rồi sau khi xong cái này thì chúng ta sẽ bấm vào Saver ở dưới này để chúng ta lưu lưu. Còn nếu các bạn chọn vào cái lệnh cancel đấy, lệnh cancel có nghĩa là hủy bỏ. Đấy, chúng ta không có lưu nhé. Ở đây mình lưu thì mình bấm vào Saver, Saver và lưu vào ODE này. Rồi thì sau khi lưu xong thì chúng ta sẽ đóng lại nhé. Bây giờ mình sẽ vào cái ổ đĩa E các bạn này. À, để mình tìm lại cái file E đó. Đó, vào ổ đĩa E này. Thì mình lưu là văn bản mới đúng không? À, để mình xem thử nó nằm ở đâu. Máy của mình thì hiện nay chia sẻ các bạn là mình lưu cũng tương đối là nhiều cái tài liệu hình ảnh và rất là nhiều cái dữ liệu trong này. Đó. Đó. Các bạn thấy không? Đây. Cái khi mà các bạn lưu vào cái Word 2016 thì nó sẽ có biểu tượng như thế này. Đó, cái chữ V kép ở đây. Mình sẽ mở lên nhé, kích đúp chuột trái lên để chúng ta mở. Đó thì mở lại cái file cũ nhé, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Đấy, thì cũng cách làm rất là dễ như vậy các bạn nhé. Rồi. Rồi thì thông qua video này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn truy cập vào cái kênh của mình nhé, để các bạn tham khảo thêm một số video về cách sử dụng máy tính nhé. Thì sau khi các bạn mở đăng chủ YouTube ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại thì các bạn gõ vào phần tìm kiếm này này. Các bạn gõ không dấu nhé. Đấy. Các bạn gõ vào là khám phá cuộc sống TV. Đấy, các bạn gõ không dấu thôi. Cái TV này viết tắt các bạn này. Đó. Thì sau khi vào đây thì các bạn kích chuột vào cái nút bên phải này để các bạn tìm kiếm này. Thì đây là cái kênh của mình các bạn này. Đấy, các bạn kích vào đây. Đó, khám phá cuộc sống TV. Các bạn kích vào cái hình avatar này nhé. Các bạn kích chuột trái vào hình avatar này. Rồi sau khi truy cập vào kênh thì các bạn sẽ kích vào cái mục danh sách phát này. Rồi, mục tiếp theo là sau khi vào mục danh sách phát thì các bạn sẽ nhìn sang bên phải, các bạn tích vào cái mũi tên này này. Đó. Thì trong cái phần danh sách phát đã tạo này thì mình có để một số cái mục, và trong này thì mình có để cái mục đó là hướng dẫn là sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu.
Đó, thì trong cái mục này thì mình chủ yếu là chia sẻ cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu đấy, hoặc là người lớn tuổi và người già. Đấy, mình có chia sẻ rất là chi tiết về cái cách sử dụng máy tính. Đó, ví dụ như là cách gõ tiếng Việt này, cách sử dụng bàn phím này, đấy, cách sử dụng chuột, đấy, vân vân. Thì các bạn quan tâm thì các bạn thể truy cập vào cái mục này nhé, để các bạn tham khảo thêm hướng dẫn là sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu. Rồi, thì mình vừa chia sẻ một cách sơ bộ cái Word 2016 về cách sử dụng thôi. Và trong thời gian tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cái cách sử dụng 2016. Cũng hy vọng là các bạn xem video thì các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách là bấm like và đăng ký kênh nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác trong thời gian tới để mình chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng Word 2016 cũng như là các cái Word khác ở trên máy tính thành công nhé. Sau video này mà bạn nào có vấn đề các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé, và đừng quên đăng ký kênh nha để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.